Rồi anh em thấy không? Con này là chiên súp nha anh em, con này là chiên phui có thể uống súp được nha. À, con là controller nó sẽ mười anh em biết ha, là mít nó nằm lốt đây. À, đây là cấu hình to em hai bốn ba đây, rất là đơn giản nha anh em, quá gọn đúng không? Một lo thì một người kính anh em. Rồi tặng ảnh hai miếng đó. Thôi là được cấu hình này thì ngon luôn em ơi. Cấu hình này thì con này là chiên nguồn. Con này chiên nguồn nha. Con này là micro. Con này là controller. Fs luôn nha. Con này thì 4 kênh. Con này phút chuột súp được con này. Con này. Con này súp. Monitor. AC, kép. Ok nè. Ừ. Gửi cho anh chứ. Ừ, rồi.